để mình đóng cái lò phong của cái nhà thờ hả một sư hả? dạ như như trả được cái phần nợ 49 triệu Cái con luôn sư. Dạ đồng chí được quay trở về để tiếp tục thờ phượng, tại vì em thì đàn guitar mà cháu thì nó đàn họp. Vậy xin trai quý phụ huynh cầu nguyện cho chú xin giàu để tiếp tục được hơn, để rồi phát triển được chú ở khu vực của mình đó sư hả. dạ, tôi xin phép cầu nguyện nha. Cảm ơn một sự chưa. Lạy Cha là Đức Chúa Trời của chúng con. Chúng con tin cậy là Đức Chúa Trời của chúng con là đấng quyền năng, không có điều gì khó quá cho Ngài. Chúng Amen. con tạ ơn Chúa bởi vì ngày hôm nay chúng con có cơ hội, chúng con thông công với nhau, chúng con tâm sự, chúng con thờ phượng Chúa, chúng con lắng nghe lời của Chúa. Và giờ này, nhân danh Chúa Jesus Christ, con dâng những lời cầu nguyện của con lên cho tôi tới của Chúa là một sự thái về những nhu cầu của tôi tới của Chúa ở tại hội thánh địa phương. Thưa Cha, lời Đức Chúa Trời nói rằng ngài loài người cần một người giúp đỡ, và con biết được rằng vợ của mục sư Thái đang bệnh tật ở trong cơ thể và cần được sự chữa lành. Trong danh của Chúa Jesus Christ, con công bố sự chữa lành của Chúa ở trên thân thể của bà, bởi lần rơi của Chúa Jesus chịu đã chữa lành tất cả mọi bệnh tật của chúng con. Cho nên không có bất kỳ một cái bệnh tật nào mà không được chữa lành ở trong danh của Chúa Jesus Christ. Cầu xin Thánh Linh của Đức Chúa Trời Ngài thăm viếng ở trên vợ của tới của Ngài ngay giờ này, và xin Chúa Ngài đỡ bà dậy, cũng như xin Chúa Ngài ban ơn cho bà để bà tiếp tục giúp đỡ và cộng tác với tôi tới của Chúa là chồng của mình, để hầu việc Đức Chúa Trời và để tiếp tục mở mang công việc của Chúa ở tại vùng Long Hồ, Vĩnh Long. Con cảm ơn Chúa. Cha ơi, con cũng cầu nguyện cho con trai của tôi tới Chúa là Trọng Trí. Xin Chúa Ngài đụng chạm tấm lòng của Trọng Trí và ban cho em có một cái tấm lòng của một sự đầu phục. Đầu phục người lãnh đạo, đầu phục cha, đầu phục Đức Chúa Trời, để em tiếp tục em trở về và cùng cộng tác hầu việc Chúa ở trong chương trình thờ phượng, trong sự phục vụ trong âm nhạc để thờ phượng Đức Chúa Trời. Con cảm ơn Chúa, bởi vì chúng con biết rằng cái chức vụ của sự thờ phượng đó là một chức vụ cao trọng mà chúng con được để và đặt để vào trong đó, đó là một sự phước hạnh cho chúng con. Xin Chúa Ngài làm điều này, Thánh Linh của Chúa Ngài dạy dỗ và làm điều này để cho Trọng Trí biết được cái sự cao trọng của mình và cái ơn của mình, cũng như cái ta lân mà Chúa ban cho, để Trọng Trí sẽ phục vụ Chúa và đầu phục dưới sự lãnh đạo của tôi tới của Chúa là một sư thái cũng như là cha của mình, để làm công việc tốt nhất ở trong sự thờ phượng Chúa, hầu cho dốc sự vinh hiển lên cho Đức Chúa Trời. Con cảm ơn Chúa. Con cũng biết được ở vùng ở khu vực đó có một cái chùa ở gần hội thánh. Nhân danh của Chúa Giêsu, con cầu xin Thánh Linh của Đức Chúa Trời Ngài ban thêm năng lực và ban cho con tới của Chúa có đủ ơn của Chúa để tiếp tục đứng vững. Và nhân danh Chúa Giêsu, cột chối linh của sự thật cũng hình tượng đang hoạt động ở trong cái khu vực này qua thông qua cái chùa được cấp ở gần hội thánh đó. Xin Chúa Ngài làm ơn và xin Chúa Ngài ban cho có các tôi tới của Chúa có đầy đủ ơn quyền để các tôi tới của Chúa hầu đi Chúa Trời và đứng vững ở trên quyền quyền mà Chúa ban cho để đập đổ các đồng lũy. Con cảm ơn Ngài. Nhân danh Chúa Giêsu, linh của sự thật cũng hình tượng ở tại nơi đó không được phép hoạt động nữa. Trong danh Chúa Giêsu Christ, nói với linh của sự thật cũng hình tượng thông qua cái chùa ở gần ở khu vực Long Hồ, nơi tôi tới của Chúa một sư thái đang thờ phượng Chúa Trời, các ngươi không được phép hành động, không được phép gây sự cản trở và không được phép làm cho công việc Chúa Trời ở tại đó bị ngăn chặn lại. Nhưng trong danh Chúa Giêsu, ta nói với quyền lực sự tối tâm ở tại đó, Chúa Giêsu cần những con người ở tại vùng đất Long Hồ, Vĩnh Long. Cho nên trong danh Chúa Giêsu, ta tuyên bố sự buông tha và sự tự do của Chúa ở trên những người dân ở tại vùng đất Long Hồ, Vĩnh Long. Và hội thánh của Đức Chúa Trời qua tôi tới của Chúa một sư thái đang dẫn dắt sẽ làm hội thánh đắc thắng, hội thánh phát triển, và nhiều người sẽ trở lại với Chúa trong thời gian tới. Thưa Chúa, con tạ ơn Chúa bởi vì tất cả mọi sự tốt lành của Ngài. Cảm ơn Chúa vì Ngài đã xây dựng hội thánh của Ngài, thì con tin rằng Chúa Ngài cũng sẽ cho hội thánh của Chúa có một nơi nhóm lại thật phước hạnh. Chúa sẽ cho hội thánh của Chúa có một nơi nhóm lại thật tiện nghi. Con biết được ở tại nơi nhà nguyện, nơi thờ phượng Chúa ở tại hội thánh của sư thái đã được xây dựng, nhưng còn thiếu cái lao phong, và làm cho cái không khí trong sự thờ phượng Chúa bị nóng bức,
nhân danh Chúa Giêsu Christ, con tin rằng Chúa của chúng con là đấng mà chúng con đang thờ phượng, là Đức Chúa Trời giàu có, bởi vì vàng là của Ngài, bạc là của Ngài, và Đức Chúa Trời nói rằng Ngài sẽ mở các cửa sổ trên trời và đổ phước cho chúng con đến nỗi không chậu chứa. Cho nên nhân danh Chúa Giêsu, con cầu xin sự tiếp trợ của Chúa. Ngài là Jehovah Jireh, đấng tiếp trợ. Xin Ngài gửi sự tiếp trợ, gửi sự chu cấp đến cho tôi tới của Chúa để xây dựng tiếp tục cái nơi thờ phượng Chúa được khang trang và được hoàn thành các tốt lành nhất. Con cảm ơn Chúa. Thưa Cha, tạ ơn Ngài bởi vì tất cả mọi điều tốt lành mà Ngài đã ban cho chúng con, tất cả mọi điều tốt lành mà Ngài đã làm ở trên vùng đất Vĩnh Long. Con cũng là người dân ở Vĩnh Long, con cũng cung mang cho những người dân của chúng con ở tại Vĩnh Long. Nhân danh Chúa Giêsu, con xin Chúa Ngài thêm năng lực cho chúng con, ban quyền năng cho chúng con để chúng con đi ra, chúng con kết quả và chúng con sẽ đem cứu dân tộc của chúng con trở về với Chúa. Con cảm ơn Ngài, tạ ơn Chúa. Sắp tới chúng con sẽ mở một cái phòng cầu nguyện ở tại Vĩnh Long. Nhân danh Chúa Giêsu, xin Chúa giúp đỡ cho chúng con. Chúa ban cho chúng con có những cái mối thông công với anh em. Chúa ban cho chúng con có tất cả những cái sự hợp tác với nhau, và chúng con sẽ cùng hiệp một với nhau ở trong sự hầu việc Đức Chúa Trời để mở mang quyền quốc của Chúa nữa. Con cảm ơn Chúa. Thưa Cha, con cũng có con biết rằng còn nhiều cái nhu cầu mà tôi tới của Chúa đã đưa ra nhưng con đã nghe không kịp. Nhưng mà con cầu xin Đức Chúa Trời, Ngài lắng nghe tất cả mọi cái nhu cầu mà tôi tới của Chúa đã đưa ra khi nãy, và tất cả mọi điều gì tôi tới Chúa đã đưa ra, có nghĩa là đó là một lời cầu xin, đó là một lời khẩn nguyện, và giờ này con dâng tất cả mọi điều đó lên cho Chúa. Và Đức Chúa Trời chúng con là đấng lắng nghe, Ngài đáp lời và Ngài làm thành mọi điều chúng con cầu nguyện. Khi chúng con cầu nguyện trong đức tin, xin Chúa Ngài làm thành trong danh của Chúa Giêsu. Con tạ ơn Ngài, tạ ơn Chúa mọi phước hạnh, tạ ơn Chúa mọi sự bình an, tạ ơn Chúa mọi sự giúp đỡ mà Ngài đã ban cho chúng con, và cảm ơn Chúa vì mọi điều mà Ngài sẽ làm tốt lành nhất cho vùng đất Vĩnh Long là quê hương của chúng con, cũng như quê hương của một sư thái. Sắp tới sẽ có những sự đổi mới một cách mạnh mẽ, sẽ có những cái sự thăm viếng một cách mạnh mẽ, sẽ có những cái sự phục hưng một cách mạnh mẽ ở trên hội thánh của Chúa ở tại vùng đất này. Con tạ ơn Chúa. Chúng con cùng hiệp ý ở trong sự cầu nguyện. Nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Chúa, cảm ơn mục sư. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Mọi người tiếp tục thông công. Thọ nghe được rõ không? Thọ nghe được rõ không? Vừa rồi đó. Nghe tốt à? Thì hàng ngày chỉ trừ ngày chủ nhật thôi nhé, chứ còn ngày nào cũng có từ 8 giờ đến 10 giờ Việt Nam đây này, từ 8 giờ cho đến bây giờ đấy. Có thể là ngày nào Thọ cũng vào để thông công với anh em mà nghe. Bây giờ chỗ Thọ có những cái vấn đề gì trong cái hội thánh của Thọ, có những cái nan đề hoặc có những cái điều gì đó có thể chia sẻ và nhờ các mục sư ở đây cầu nguyện. Thì cảm ơn Chúa, cũng là nan đề thì không có vấn đề gì lớn cả. Chỉ là hội thánh bắt đầu là anh em buổi sáng cầu nguyện, buổi sáng dậy sáng sớm cầu nguyện, và đang tổ chức anh em cầu nguyện buổi sáng sớm. Vậy là khoảng 5:30 cầu nguyện, 6:30 cũng là bắt đầu cầu nguyện, thì cũng có những lời tiên tri của những cái hội thánh là Vũng Tàu cũng sẽ phục hưng. Thì cái điều đó rất là tốt. Chúng tôi theo cái hướng đó mà chúng tôi làm việc thôi. Buổi sáng dậy thì cùng với lại chỗ anh em ở hội thánh này, thành phố này, Bà Đà Ba, rồi những anh em chủ mục sư Nhơ, rồi chúng tôi cũng bắt đầu sự cầu nguyện. Ban đầu thì cũng khó khăn đấy, nhưng mà tôi thì hôm qua, hôm nay, sáng hôm qua, hôm cùng sáng nay tham gia, ngày mai tham gia họ. Những ngày mà không làm việc thì tham gia họ thật tốt, và họ đã cũng tiến cầu nguyện cả bắt đầu được tuần rồi. Thì cái điều đó tôi thấy là muốn phục hưng thì cũng phải trả giá hơi khó khăn, là phải trong cái sự cầu nguyện. Cầu nguyện là cũng như phục buổi sáng đấy. Nên nhiều khi nói chung là xác thịt thì nó yếu đuối, để tâm thần thì nó cũng muốn sự cầu nguyện, nhưng mà nhiều khi buổi sáng là coi như là bên này cũng giống như bên Nga của anh ấy, 5:00 sáng bên này vẫn tối lắm rồi, còn đi vẫn còn buổi tối rồi, không sao. Nhưng mà khi mà đi mình thấy là những con người mà họ đi làm nghề, họ còn dậy sớm hơn mình nè, họ đi làm nghề nấu ăn chẳng hạn, dậy sớm hơn mình, thì vẫn vậy mình cũng nhắc nhở là mình đang làm công việc gọi là
phải dạy cho cầu nguyện cũng rất là tốt. Tôi thấy là cũng phải nhiều khi là khó khăn, nhưng mà muốn có phục hưng thì phải có sự cầu nguyện. Thì chắc là mục sư cũng cầu nguyện yêu cầu để cho anh em ở Vũng Tàu này cũng duy trì được cái sự mà cầu nguyện buổi sáng sớm để được đi đó mới dẫn đến sự phục hưng được. Không có con đường nào khác đâu. Con đường theo Chúa thì cũng phải học theo Chúa thôi. Chúa chúng ta cũng cầu nguyện buổi sáng kia mà. Thì anh em thấy điều đó, anh em thấy được phước. Thì nói chung là ở chúng tôi thì ở đây thì buổi sáng mới cầu nguyện được đã có 6 người. Tháng hôm nay mới là 6 người, 3, 6 người. Nhưng mà tôi tin tưởng là thời gian tới là nó sẽ tăng lên. Sẽ có sự cầu nguyện nó sẽ tăng lên. Thì những cái điều đó là rất là tốt. Thì nếu không anh em nhờ cái mục sư rồi nên em cầu nguyện cho Vũng Tàu để mà Vũng Tàu cũng sẽ có phục hưng những lời chương trình tôi tết nói như vậy, thì điều đó cũng để chúng tôi có thể mà đi theo những lời chương trình để mà chiến đấu thì cho chúng tôi cũng có sự năng lực, có sự cố gắng. Chứ còn nói chung là thân thể thì nó nhiều khi nó lại không muốn đó, nó muốn ngủ hơn là muốn đi cầu nguyện. Thì nhờ có vị mục sư cũng nhớ đấy, những cái chúng tôi là chúng tôi cũng sẽ tiếp tục cũng là như là tập tành những sự cầu nguyện đó thì chúng tôi cũng được phục hưng như những nơi khác vậy. Vũng Tàu là thành phố mà khi như là nổi tiếng về du lịch, nhưng mà hội thánh phần lớn là ít biết, hội thánh rất là nhỏ, không được lớn nhưng còn những thành phố khác đấy là những anh em cũng cầu nguyện cho nên cũng manh muốn lắm. Từng nhóm nhỏ, một số có hai hội thánh nhà thờ chung thì họ cũng rất lớn, nhưng mà họ cũng như là từ xưa đến bây giờ, nhưng mà cái quân số nó cũng đông, thì bản thân cái hội thánh đó cũng chia rẽ nhiều lắm. Thì một cái thời gian gần đây thì hội thánh Vũng Tàu cũng đã nhóm lại các hội thánh với nhau cầu nguyện chung với nhau, thì cái điều đó cũng là điều đó khích lệ là những anh em tư gia đã ngồi chung với nhau được, thì cũng là Chúa thì những điều mà xin Chúa tiếp tục làm việc trên những hội thánh Vũng Tàu những anh em để không mở lòng, để không phải tách ra nữa, mà thời gian cuối cùng chúng ta hợp tác với nhau giống như là diễn đàn ngày hôm nay vậy. Mọi người có sự năng đề này, năng đề kia, chúng ta cùng chia sẻ, cùng nhau cầu nguyện. Cái điều đó là cái ngày cuối cùng Chúa sẽ nhóm những hội thánh, không phân biệt giáo phái, không phân biệt cái gì tên gọi, nhưng mà có tấm lòng những người yêu mấy Chúa sẽ có sự một. Xin nhớ với chúng tôi cầu nguyện, thì chúng tôi cũng sẽ cầu nguyện cho anh em nữa. Xin Chúa ở cùng anh em. Amen. Thì anh cứ hàng ngày có thể chia sẻ với các mục sư. Chỗ anh Thọ bây giờ được bao nhiêu người anh nhóm được bao nhiêu người? Nhóm thì nhiều nhóm lắm. Đến đây dưới Vũng Tàu thì có ba những hội thánh lớn. Thì bây giờ chúng tôi là ở dưới này thì có hội thánh Banaba là một hội thánh tư gia, một hội thánh gọi là Rema, họ cũng tách ra từ cái nhà thờ là họ đi nhóm hội thánh lớn nhà thờ, một cái nhóm gọi là hội là sự sống chủ trì dịp nữa. Thì cái nhóm một nhóm thì nhóm chỗ Panama cỡ gần 100 người, nhóm chỗ Rema khoảng 60-70 người, nhóm chỗ chị Diệp khoảng trên 10 người thì cỡ đó. Thì còn hội thánh trong chính thống nhà thờ tôi không biết bao nhiêu, vì họ cũng chưa có liên lạc với chúng tôi. Nhưng mà chúng tôi thấy rằng là những anh em tư gia ngồi lại với nhau là cái điều mà chúng tôi đã khích lệ. Còn buổi sáng mà chúng tôi bắt đầu cầu nguyện cùng với lại có hai người giáo sĩ từ Nga sang nữa, thì buổi sáng mình cũng cầu nguyện được 6 người. Nhưng mà chúng tôi thấy rằng là cái điều đó là điều tốt lành, và tôi biết là điều đó là mình đi đúng ý Chúa. Thế là nhưng mà thì xin Chúa cho có một cái sự mà gọi là nhẫn nại, kiên trì, cố gắng để mình đi trong sự cầu nguyện một buổi sáng sớm. Điều đó nó cũng tất nhiên là cũng khó khăn với một số anh nói cho mọi người mục sư cũng biết để mà có tư vấn và cầu nguyện cho. Amen. Hằng ngày anh cứ có thể vào đây mà thông công chia sẻ với anh em và các mục sư, thì để các mục sư hàng ngày cầu nguyện cho mọi nan đề của các nơi mà. Thầy Thọ ơi, alo. Được, nghe đây. Dạ, thì sắp tới đây chắc có lẽ em sẽ đi ra ngoài Vũng Tàu, ao ước làm sao mà để gặp thầy Thọ để mình kết nối trong cái việc, tại vì trong phòng cầu nguyện toàn cầu mình á thì có một cái hệ thống gọi là truyền giáo, mình sẽ kết hợp truyền giáo đó. Ví dụ như là những cái nơi mà đến kết hợp với thầy Thọ đó, thì họ truyền giáo ở đó, thì họ sẽ đem những cái người mà họ truyền giáo được sẽ đem đến hội thánh của thầy. Dạ. Thì mục sư ghi số điện thoại của tôi, mục sư liên lạc
Một sư ghi số đi, số điện thoại đi. À, 0913. Dạ em có rồi thầy Thọ ơi. Dạ. Em có rồi. Dạ. Trong một sự kiện đấy. Một sự kiện chắc là có. Đó một sự kiện. À một sự kiện à, tôi nhớ là có một lần một sư gọi cho tôi. Cảm ơn. Không 9 1 3 cái đọc đi Thọ, cứ đọc đi cho anh Tuấn Anh ghi. Dạ dạ. Mời thầy Thọ đọc. 713233 0913 7 1 3 2 3 3 2 3 3. Dạ một sư Thọ ta hỏi gì một sư Thọ? Tôi thì chỉ là chú cây gọi chỉ đi là truyền giáo giảng giảng dạy thôi chứ còn không hiểu phải mục sư. Rồi không. Dạ dạ. Dạ chứ còn không có bài thì mục sư. Rồi rồi thầy Thọ hỏi gì thầy Thọ? À tôi là Nguyễn Xuân Thọ. Thế. Không Nguyễn. Dạ tại vì nhiều tên nó sợ mình không ghi, mình không có ghi chính xác, không biết người nào cái số phone nào. Nguyễn Xuân Thọ. Dạ. Rồi. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn mục sư. Hôm nay báo được cho anh vào được phòng cầu nguyện này thông công được với anh em rất là bổ ích, rất là gây dựng đấy. Cảm ơn Chúa. Thì tôi cũng tình cờ hôm nay nghe chỗ anh Hiền đấy, người anh em thân đấy. Không biết đâu. Vâng, muốn thì gọi cho anh, không có số điện thoại, chỉ có chờ gọi Sky này. Hôm nay thì gọi được cho anh thì tôi muốn báo như thế, vì báo cả cho Diệp mà Diệp thì cũng mới vào được mấy ngày hôm nay, nên là vào được đây để anh chị em mình thông công. Chứ tôi biết cái hoàn cảnh là những người đi xa hội thánh ấy, ở chỗ họ cũng vậy và ở đây mình ở bên này cũng thế, hội thánh hơn 1,000 cây rất là ít có điều kiện để gặp mà gỡ mục sư trong hội thánh, cho nên là có cái vòng cầu nguyện này mình công công gây dựng nhau rất là tốt, nên anh em mình có thể hàng ngày vào. Amen. Với một điều rất là tốt nữa đó là mơ mốt mấy người ở xa về đi xe Vũng Tàu du lịch có người ở đó. chắc chắn là những người cảm ơn Chúa đất thành phố du lịch làm sao nhớ chúng tôi, nhớ chúng tôi cầu nguyện thành phố du lịch nhé. Nhớ chúng tôi, nhớ chúng tôi cầu nguyện với. Amen. Làm sao mà hội thánh ở những thành phố du lịch là phải hội thánh mạnh mẽ lên. Anh em ở nước ngoài có về đi du lịch thăm, vừa là đi thăm cảnh, tham quan đất nước, nhưng mà cũng đến hội thánh nữa và thờ phượng Chúa, gây dựng với anh em. Thì thành phố là du lịch, nhưng mà chúng tôi thấy nó hội thánh nhỏ là cái điều mà đáng tiếc, vì khi chúng tôi trao đổi là cái thành phố Vũng Tàu là nơi mà hội thánh Ngũ Tùng người ta đặt chân đầu tiên đấy, đến Vũng Tàu ấy. Còn hội thánh mà gọi là Simen truyền thống là người ta đặt chân đến Đà Nẵng đầu tiên. Nên cái điều đó là cũng là tôi tìm hiểu rồi mới biết thì như vậy, nhưng mà chúng tôi đang xin Chúa để có phục hưng ở đây. Thì điều đó là cái điều mà cũng là cái sự nỗ lực lớn, chứ không là phải là cái sự mà cầu nguyện nhiều, vẫn là xin Chúa làm việc, chứ còn chúng ta thì nó năng lực nó cũng hữu hạn thôi. Nó cũng xin Chúa, xin có mục sư cũng có gì và cũng là tư vấn chỉ dạy cho, để chúng tôi cũng có sự mà tăng trưởng như cầu thánh. Vâng, cảm ơn Chúa. Nói chung là sẽ gây dựng lẫn nhau. Sư có sư mục sư Kiệt ơi. Dạ có. Nhờ mục sư Kiệt cầu thay cho hội thánh ở Vũng Tàu ha. Amen. Amen. Kiệt cho cầu cho Chúa anh Thọ này, hội thánh Vũng Tàu một số nơi. Dạ. Chú Hiền cùng công nguyện để việc ngày mai nha chú Hiền. Amen. Rồi chú sẽ tối nay chú công nguyện, sáng mai chú quyết định xem mai có được sang được. Nếu mà sang cầu nguyện cho hội thánh của thầy Thọ nha. Amen. Trời, chúng con cảm ơn Chúa vì Đức Chúa Trời của chúng con là nhân từ và sự thành tín của Chúa còn đến đời đời. Và Chúa dạy chúng con rằng chúng con phải đi dạy dỗ muôn dân, rồi nhân danh Đức Cha Đức Con, và làm phép báp têm cho họ và dạy họ giữ hết những gì mà Chúa đã truyền chúng con. Và chúng con cảm ơn Chúa, không phải là chúng con đã chọn Chúa, nhưng mà chính Chúa đã chọn cho việc chúng con ra khỏi thế gian này để làm chức thầy tế lễ là dân thánh cho Ngài. Và chúng con cảm ơn Chúa vì qua mỗi thông công trên phòng cầu nguyện này mà chúng con hiểu được tâm sự, lòng khao khát của người anh em của chúng con là thầy Thọ. Chúa ơi,
vì lòng khao khát của người anh em chúng con muốn cứu nhiều linh hồn nữa để trở về nhà cha và cùng với chúng con để thờ Chúa. Lạy Chúa, xin Chúa Ngài làm chọn những gì mà lòng của người anh em chúng con khao khát, và chúng con cũng ao ước rằng Vũng Tàu sẽ được vấn hưng, và tất cả anh chị em chúng con hiệp một lòng đồng một ý để mà chúng con cùng nhau đến trước ngôi thánh của Ngài mà chúng con hát múa để mà chúng con thờ Chúa. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa Ngài mở tai, mở mắt, mở trí, mở lòng những người dân ở tại khu vực Vũng Tàu để họ mềm lòng và họ biết rằng có một Đức Chúa Trời hằng sống đang hiện diện ở giữa dòng chúng con. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa Ngài sức dầu đặc biệt trên thầy Thọ. Xin Chúa Ngài dùng tất cả các con cái Chúa, đầy tớ Chúa ở khắp nơi để qua mối thông công mà chúng con kết hợp với nhau và chúng con bước vào cánh đồng của Ngài. Vì Chúa dạy chúng con rằng cánh đồng thì chín nhưng mà con gặt thì ít. Và chúng con cầu xin Chúa Ngài sai con gặt đến trong mùa mà nơi mà người đại tớ của Chúa đang ở để mà góp phần với chúng con, để chúng con ra cánh đồng của Ngài, và chúng con tin chắc rằng những hạt giống mà thầy Thọ gieo ra sẽ không trở về luân nhân, nhưng chúng con tin chắc rằng một hạt sẽ ra 30, 60, 100. Và trong danh Đức Chúa Giêsu Christ, ngay giờ phút này chúng con chúc phước trên hội thánh nơi mà thầy Thọ đang sinh hoạt. Lạy Chúa, xin Chúa Ngài nhân rộng bờ cõi cũng như là mở mối rộng vương quốc của Chúa ở trên vùng đất Vũng Tàu này. Xin Chúa Ngài chúc phước trên thuộc thể cũng như thuộc linh. Xin Chúa Ngài giúp đỡ chúng con, vì chúng con biết rằng nếu như không có một Đức Chúa Trời ở cùng và chia tay vào công việc của chúng con thì chúng con lấy làm luống công. Và chúng con tin chắc rằng những điều chúng con xin đẹp lòng Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ ban cho chúng con. Và lạy Chúa cũng hứa với chúng con rằng khi bàn chân của chúng con đạp đến đâu thì Ngài cho chúng con nơi đó làm cơ nghiệp. Và chúng con công bố rằng lời hứa này sẽ ứng nghiệm trên đời sống của thầy Thọ. Và chúng con tin chắc rằng sắp tới đây hội thánh của thầy Thọ không phải là một hội thánh chỉ nhóm lại một ít người, nhưng chúng con tin chắc rằng sẽ nới rộng qua bên hữu, nới rộng qua bên tả, và qua hội thánh này nhiều người được cứu, và qua hội thánh này sẽ là nguồn phước, nhiều người đến đó để họ nhận được phước của Ngài. Lạy Chúa, chúng con tin chắc điều này sẽ ứng nghiệm trên hội thánh ở tại nơi đó. Trong danh Chúa Giêsu Christ, ngay giờ phút này chúng con hủy phá những công việc của ác linh, tà linh, quế linh nó đang hoạt động ở trên khu vực Vũng Tàu. Và trong danh Đức Chúa Giêsu Christ, chúng con công bố rằng sự tự do cho tất cả con dân Chúa ở tại vùng đất Vũng Tàu này. Và trong danh Đức Chúa Giêsu Christ, chúng con công bố rằng những linh bói pha hoặc là những linh mà thờ cúng thần tượng ở tại nơi đó ngay giờ phút này sẽ bị vô hiệu hóa bởi trong danh Đức Chúa Giêsu Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Và chúng con cũng cầu xin Chúa Ngài cũng gìn giữ gia đình đầy tớ của Chúa ở tại nơi đó trong mọi sự được bình an. Xin Chúa Ngài tiếp tục vận hành ở tại nơi đó để phấn hưng khu vực Vũng Tàu, không những cho những người Việt Nam nhưng những người nước ngoài cũng như là những người khách kỳ ngụ ở tại nơi đó, họ được phước qua hội thánh của Chúa ở tại Vũng Tàu này. Chúng con cảm ơn Chúa. Và chúng con cũng cầu xin Chúa Ngài cũng chúc phước trên con vợ, con trai, con gái cũng như những người thuộc về thầy Thọ được ơn, được phước. Xin Chúa Ngài cũng giúp đỡ cho công việc của thầy Thọ đụng đến đâu thì đều được thịnh vượng ở đó. Và trong danh Chúa Surit, chúng con công bố rằng những gì mà đầy tớ của Chúa ao ước thì sẽ được chọn. Chúng con cảm ơn Chúa. Và chúng con xin dâng thầy Thọ cũng như hội thánh của thầy trong tay Chúa. Xin Chúa Ngài giúp đỡ và Ngài gìn giữ, Ngài bảo vệ cũng như Ngài sức dầu cũng như là quyền năng phép lạ của Chúa xin khai phóng ở tại vùng đất này. Chúng con cảm ơn Chúa. Và chúng con hiệp nhau trong sự cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Cảm ơn mục sư Kiệt. Amen. Amen. Em tin là thời gian sắp tới đây Đức Chúa Trời sẽ làm những việc lớn và lạ tại vùng đất Vũng Tàu này. Bởi vì mỗi lần em ra ngoài đó thì em hay rủ các anh em đi ra ngoài dốc hai con rồng á. Chim nào cũng ra ngoài đó để mà cầu nguyện ở tại nơi đó. Thì trong lúc cầu nguyện đó thì mình thấy rõ ràng là Đức Chúa Trời đang hành động ở tại nơi đó. Và sáng em ra bãi biển á thì làm chứng cũng được một số anh chị em, nhất là những người ở đó thì họ hay đi coi bói dạo á, với lại họ bán hàng ở dọc bờ biển. Cảm ơn Chúa.
Dạ. Thì sắp tới đây em cũng ao ước là ra ngoài đó cũng như là kết hợp anh em trong sự cầu nguyện. Tại vì mình không làm việc gì nếu như mình không cầu nguyện á, thì cánh cửa thuộc linh sẽ không mở ra và tấm lòng của dân sự ở tại nơi đó họ sẽ bị chai cứng đi. Khi mình cầu nguyện thì Đức Chúa Trời sẽ mở cánh cửa thuộc linh ra và họ tấm lòng của họ sẽ nhẹ nhàng để mà tiếp nhận đạo của Chúa. Amen. Mời mục sư. Amen. Cảm ơn mục sư. Em tin chắc rằng Đức Chúa Trời sẽ sử dụng các hội thánh ở tại nơi đó sẽ có cái sự hiệp một để mà kết nối với nhau á. Amen. Dạ, yeah, amen. Cảm ơn Chúa. Thế là mục sư Kiệt mới này anh Thọ vẫn biết nhau rồi đấy. Yeah, không vào mà cầu nguyện. Dạ. Anh Thọ trước kia là cũng có lần gọi điện rồi, chưa gặp mặt nhưng mà biết rồi. À. Yeah. Anh Thọ thầy Thọ là cũng là một trong những người chủ hãng nước Hậu Sơn A mà. Đúng rồi. Dạ dạ đúng. Anh Thọ năm 2010 cứ bảo mình về đấy anh đi nhường cho hãng nước Hậu Sơn A làm. Thế là tôi 2010 là tôi đã về tôi mua nhà bắt đầu. Cảm ơn Chúa. Thế sau này mình về mình không có sợ thiếu nước để uống. Dạ. Uống nước miễn phí. Miễn phí. Linh gọi anh Thọ là chủ hãng nước Hosanna đấy. Anh cảm ơn Chúa. Mình vừa có nước hàng sống của Chúa mà vừa có nước uống thuộc thể nó quá đã luôn. Ngợi khen Chúa mà, xin Chúa hãy cứu, ngợi khen Chúa. Cảm ơn Chúa. Anh Thọ cứ rủ mình về đấy, về Vũng Tàu mấy anh em, anh Thọ với Diệp ba anh em ở đấy hầu việc Chúa. Nhưng mà cái năm 2010 mình đã mua nhà rồi mà cuối cùng là lại quay lại sang đây, vẫn để ở đấy. Cảm ơn Chúa. Rồi. Chúa chỉ cho cơ hội thôi, lúc nào anh sẽ trở về mà, lo gì. Rồi, thì tháng 6 vừa rồi vừa gặp anh ở đấy đây, hẹn tháng 6 này tôi lại về đấy, khả năng là tháng 6 này tôi lại về. Năm ngoái là mới gặp anh rồi, năm ngoái là gặp anh ở nhà. Tranh thủ tháng 6 về dự mà trại hè thanh niên nha, chắc có lẽ tổ chức ở Vũng Tàu, chắc em liên lạc với anh Thọ đó. Đấy đấy, tháng 6 này gặp nhau, tôi sẽ về tháng 6. Yeah. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Con có cái nan đề quan trọng mà quên mất. Xin chú Hiền vì anh An, hết thảy mục sứ và mục sứ Kiệt, mục sứ Thải cầu nguyện cho một cô tên là Phạm Hồng Thải. Dạ, đợi chút ạ. Chị Hà ơi, chị khỏe không? Chị Hà, Duy Ngọc Thải. Hà. Duy Ngọc Hà. Thấy mày không thấy người đâu. Chị còn nghe không chị Hà? Chạy đi đâu đây? Rồi. Cô Thải là cũng ước ao chuộng chỗ em để cùng với em làm công việc truyền giáo mùa hè đấy anh Tuấn. Mà bây giờ cô có một cái phòng hàng đấy thì cũng có người hiền đến mua rồi nhưng mà đến hôm nay hiền thì họ không thấy họ đến ấy. Thì chỗ thì không để chỗ được nến để cuối tháng 1 này cô ấy cùng chuộng kịp cùng với em để đi làm công việc ở các thành phố. Dạ. Nhờ một sư Kiệt hướng dẫn giùm nha, một sư Kiệt. Mẹ hiền dữ quá. Rồi. Tôi Vũng Tàu thì xin cảm ơn mục sư nha, cảm ơn tất cả anh chị em trong Chúa nha. Thì tôi chắc là phải sớm, ngày mai phải dậy sớm đi cầu nguyện. Thế là cái gì là chúng tôi sẽ nhớ trong sự cầu nguyện, chúng tôi có ghi đi đây đâu. Những yêu cầu của một người có ghi đi đây đâu. Dạ, dạ, sẽ hẹn gặp lại. Rồi, sớm gặp lại. Dạ. Dạ, chúng tôi ghi thầy có biểu đây rồi. Thì tôi sắp đến ngủ sớm vẫn dậy sớm mới được. Amen. Rồi, Chúa ở cùng thầy Thọ luôn ạ. Chỉ có chủ nhật thôi là không hoạt động thôi, còn là các mọi các ngày trong tuần đều phòng công việc đều mở hết.
Dạ dạ dạ, chủ nhật nghỉ thôi đúng không? Chủ nhật nghỉ rồi. Mỗi ngày mai ấy, ngày mai là nghỉ thôi, 8 giờ, từ 8 giờ tối Việt Nam. Dạ, 8 giờ tối. Dạ, xin Chúa ban phước mọi người. Chúa cùng với mọi người. Dạ, hẹn gặp lại. Họ nha. Tôi cũng xin phép các tôi tới của Chúa. Tôi cũng ao để ngày mai đi lo công việc của Chúa ở các nơi. Ngày mai phải đi tới Tây Ninh. Rồi rồi, chào mục sư Hào à, cảm ơn mục sư Hào. Dạ, dạ, xin Chúa ban phước cho tất cả các tôi tới Chúa. Bố ba mục sư Hào, xin Chúa ban phước cho mục sư. Thứ hai em về Vĩnh Long. Mục sư Hào nhớ thứ hai ở nhà nha. Lại mục sư Hào. Một sư Kiệt ơi, thứ hai tôi chưa về. Thôi chỉ khi nào về Cần Thơ tính. Tối thứ hai tôi mới có mặt ở Vĩnh Long. Rồi, bye bye một sư. God bless you. Rồi, bye bye. Mày làm cái gì làm, nhưng mày còn đang xin mọi thứ, không phải mày thích cái gì. Sư Thái ơi, hello. Chú Hiền ơi, tắt cái mic cái nào. Chú Hiền ơi. Chú Hiền ơi, máy của ông nhiều quá đấy. Tắt mic đi. Chào anh Hùng. Vâng, chào. Chào tất cả các mục sư nha. Đông quá. Như Kiệt, rồi chào anh Hùng, anh Hiền, anh An. Dạ, chào anh Vinh, chị Bụng. Anh Vinh Vinh ra trước và chào chú Lô Nha nhá. Dạ, xin Chúa ban phước cho anh Vinh, chị Phụng. Dạ, cảm ơn Chúa, cảm ơn mục sư. Chúa ban phước cho anh chị Phụng. Cảm ơn Chúa Dinh, Chúa chúc phước cho chú Dinh, cô Phụng ngủ ngon.